Cô có bán không? Cái mực nhỏ nhỏ như thế này. Mực nhỏ mua nhiêu? Cô đây là con 3 ký. À, con 3 ký đi. 1.000 cái. Dạ, dạ, cô lấy đi. Mực này nấu gì cô hả? Luộc dầu. À, luộc dầu, luộc dầu liêu đúng không? Dạ. Cô nhìn đã vậy. Dạ, con gửi. Dạ, dạ, cảm ơn cô. Dạ, dạ. Dạ em chào cô chú anh chị, cảm ơn cô chú anh chị đã quay trở lại kênh của em. Cũng lâu lắm rồi á, em sang chưa ghé tới biển Duồng ở tại xã của em. Biển hôm nay á, tuy là có ít hải sản một xíu, nhưng may mắn là em vẫn mua được mấy con mực túi ngon lắm luôn. Con mực này á, ở em á, gọi là mực túi. Mực túi này á, thường á, ở em không có quanh năm đâu, nó chỉ được có vài tháng trong một năm thôi. Gọi nó là mực túi em nghĩ chắc là do hình dạng của nó giống như là cái túi tiền nhỏ nhỏ vậy đó. Ở bên trong á, nó còn có trứng nữa nè. Thường á, cái mùa của mực túi á, nó sẽ đi cùng với lại mùa của cá nóc. Cho nên là em nghĩ khi mà cô chú anh chị ăn cái con mực này á, vẫn nên làm sạch ruột. Bởi vì nhiều khi cá nóc con á, nó bị lẫn vào trong phần bụng của mực túi á. Mực túi ngày hôm nay á, em sang sẽ nấu hoàn thánh. Cho nên là cái phần thịt đó em sẽ đi làm nhân. Còn cái phần trứng á, em sẽ đi làm phần nước sốt. Mực túi mà để làm cái phần nhân á, em sẽ đi băm nhỏ. Phần nhân của hoành thắng á, ngoài mực ra em có cho thêm một ít đậu que với lại cà rốt nữa. Cà rốt với lại đậu que á, em sẽ thái nhỏ nhỏ. Phần gốc hành á, em cũng sẽ cắt nhỏ để lát nữa em phi chung với lại phần nhân á, cho nó được thơm.
Giờ em sẽ đi xào cái phần nhân của hành thánh. Em cho đầu hành vào đây. Phần hành nó cũng đã vàng á, em cho tiếp đậu ve với lại cà rốt vào. Sẵn á, em cho gia vị vào đây luôn. Cái này là đường, một xíu tiêu, hạt nêm với lại một ít muối. Em cho tiếp cái phần nhân mực á, mà đã bằm vào. Phần nhân bánh hoàng thánh này á, cô chú anh chị nào mà không thích mực á, có thể thay thế bằng tôm hoặc là thịt heo cũng được nha. Cái phần nhân mực của em á, nó cũng đã chín rồi. Giờ em sẽ nhấc xuống rồi đi làm cái phần bánh hoàng thánh nha. Bình thường hoàng thánh á, em sẽ mua sẵn ở chợ. Còn hôm nay á, em sang sẽ tự làm ở nhà luôn. Cái này là trứng gà. Em sẽ đập và đánh nó lên. Trứng gà em sẽ cho từng chút một vào trong cái bột mì. Phần bột mà nhào xong á, em sẽ cho bột nghỉ. Cho bột nghỉ một xíu để mà cho bột nó được mềm với lại nở á. Bột hoành thắng á, em ủ nãy giờ cũng lâu rồi á. Để em lấy bột ra nha. Trời ơi, ủ nãy giờ phần bột nó cũng mềm. Bột á, em sẽ dùng một cái cán để mà cán ra cho nó mỏng. Hoành thánh sau khi cán mỏng á, em sẽ dùng một con dao để mà cắt hoành thánh ra. Hoành thắng cán xong á, em sẽ cho nhân vào đây. Em gấp lại thành một cái hình tam giác nhỏ. Em dùng cái nĩa để ấn như thế này. Em cho nhân vào đây. Cái phần này á, em cũng dùng một cái nĩa để mà cố định lại luôn. Em làm như vậy á, miếng hoàng thánh nó vừa chắc mà nó vừa đẹp nữa. Phần bánh á, cũng đã làm xong rồi. Giờ em sang sẽ đi tranh thủ làm cái phần sốt. Để làm phần nước sốt á, em sẽ băm một ít hành tím. Dầu nóng á, em cho vào luôn.
hành cũng vàng rồi á, em cho trứng mực vào đây. Em Sang sẽ cho tiếp gia vị vào đây. Cái này là nước tương, dầu hào, tương ớt, một xíu hạt nêm với lại đường. Em sẽ cho nước vào đây. Bên này em có bắt sẵn một nồi nước sôi rồi á, em sẽ cho hoành thánh vào để mà luộc. Hoành thánh á, em sẽ luộc cho một xíu thôi, rồi em bỏ vào cái phần nước sốt bên này luôn. Qua bên này á, em sẽ luộc thêm một xíu nữa để mà cho cái miếng hoành thánh á, nó được thấm đều gia vị luôn. Hoành thánh chắc là cũng chín rồi á. Em sẽ múc ra cái chén nhỏ rồi mời mẹ vô ăn nha. Lúc nãy phần nhân của em còn dư nhiều á, em cho vào đây luôn để mà phần nước sốt nó có vị ngọt. Thêm một xíu hành ngò nữa. Để mời mẹ ra ăn nha. Ăn hoành thánh mẹ ơi. Gia đình của em cùng mời cô chú anh chị ăn hoành thánh với nhà em nha. Con mời mẹ mời chị ăn hoành thánh nha. Ui, giết trong việc bột vậy đây. Cái này là hoành thánh, cái miếng hơi vàng vàng người ta bán ở chợ mẹ. Miếng này mấy ông bán cho mấy học sinh ăn chiên chiên lên á. Cửa trong con có làm nhân mật á. Vậy á. Đúng mà. Mẹ lấy gì chấm á mẹ? Lá xài non. Tự nhiên cây xài nhà mình mấy bữa nay nó ra bông với ra lá quá trời luôn. Nhà miền Tây ta ăn xài non mà. Mình cũng vẫn ai ăn. Mình ăn người ta hồ lơ mình á. Ừ, tì à? Ngon. Ăn như rau sống hả mẹ hả? Ừ. Thơm thơm. Trứng mật bùi kìa. Ngon vậy hả? Ừ. Tới nhà con này ăn cũng ngon mà đường nhỏ với làm hơi cực. Đúng không? Còn đó hàng gì chứ đâu có lớn đâu. Cỡ đó có trứng rồi mà. Mà cái con này luộc vào ăn được nữa mẹ hả? Ngon. Được luộc vào mình cũng phải làm thịt ra chứ. Làm thịt cũng nhân. Rồi. Phải có nắp thôi mẹ. Biết là thịt nó nhớ mấy năm. Con nghe mẹ nói con mới biết luôn á. Là nó bị lặn cái nắp con hả mẹ ha? Nguy hiểm à. Nhưng mình làm sạch ra là được. Cái này trời nóng nhưng mà nay là buổi chiều nước lớn rồi. Lớn nước kẹt. Nước lớn. Nên nước lớn rồi, hôm nay tắm biển được. Sáng mẹ sáng nước lẫn được. Sáng mẹ tắm biển đâu làm biết đi quá. Ừ, sao hả? Hột đau bụng. Mấy con bánh cát đâu kìa. Đứng đi hả? Hai bữa nha, hai bữa hả? Mai ra mới ở hỏi à. Thôi làm gì? Thế gọi là bổn đạo rồi. Bổn đạo. Ừ. Đi mà thiếu là phải hỏi chứ. Đi mua luôn. Mặt trời lên là không có là nhây mũi à. Mặt trời lên không cho tắm, tắm xong cỡ gan là vô lại. Mặt trời lên cỡ gan á. Tiếng là 7 giờ mấy, 8 giờ. Đó gan nè. Cỡ gan luôn trời.
Ngỡ ngàng mẹ phải để gì nè. Sao em mới vô đây mấy giờ? Tắm gì khỏe đâu đó. Tắm hồi hồi nhỏ chị đi học em biết sao, tự nhiên thế sớm đi ra nhìn biển. Nhìn tới khi nào mà người ta tắm về hết rồi cả bầy mới đi xuống tắm. Đó là kiểu tuổi trẻ chứ, chứ còn bây giờ mà tắm chỗ đó là bệnh rồi á. Rồi con này làm hơi cực. Mà tính ra nó cũng ít đấy chứ, có mấy tháng à, còn bao nhiêu đâu có nhiều đâu. Tới mùa nó mới có chứ đâu phải mùa nào có. Thơm bộ. Vài ba tháng là bỏ. Là hết. Ngon, thơm. Nhà mình băm không mà mình ram thôi, mình ăn với cơm nó cũng ngon á, thơm mà. Một dầu á. Gọi là lục dầu á. Ngọt nè. Thịt con này nó cũng như là con tôm, à cũng như con mực này nè. Nó kiểu như nó dài rồi, nó sực sực. Ừ, nó ngồi nó giòn giòn. Sực sực nó giòn giòn nè. Nè, chẳng nó vừa thấy nó giòn 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 nè. Tưởng đâu là đáng ra mực nhỏ là nó phải mềm ha. Giống như mực sủi nhỏ có này là nó mềm lắm. Còn nãy sực sực nó giòn giòn. Gia đình của em cùng chào tạm biệt cô chú anh chị. Hẹn gặp cô chú anh chị ở những clip sau hay hơn nha. Cô chú anh chị nhớ xem like, bấm nút con gái tôi nha. Bye bye, bye. Hẹn gặp lại.